5C. Hãy tìm đường trở lại với Chúa. Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD. Giảng huấn của Gioan Tẩy Giả. Năm thứ 15 triều đại hoàng đế Tiberius Caesar, thời Pontius Pilate làm tổng trấn xứ Judea, Herod làm tiểu vương miền Galilee, người em là Philip làm tiểu vương miền Iturraea và Trachonitis, Lysanias làm tiểu vương miền Abilene, Annas và Caiphas làm thượng tế. Có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Zecaria là Gioan trong hoàng địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Jordan để rao giảng, kêu gọi mọi người chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa soạn đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi. Mọi thung lũng phải vấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải nắn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho bằng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Phúc âm Luca đoạn 3 câu 1 đến 6. Để nắm vững phần nào ý nghĩa bài tin mừng hôm nay, chúng ta nên tìm hiểu sơ qua về Thánh sử Luca và Thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh sử Luca. Trong bài phúc âm hôm nay, Dante Alighieri gọi Thánh sử Luca là kinh sư của Chúa Kitô. Luca gọi Gioan Tẩy Giả là ngôn sứ theo kiểu nói trong Cựu Ước và trích Isaiah, thêm Isaiah vào tác phẩm của mình khi nói về Gioan. Làm như vậy, Luca muốn trình bày chủ đề của Ngài về ơn cứu độ phổ quát mà Ngài đã báo trước qua lời của Simeon. Chúng ta thử coi lại những chi tiết lịch sử đã được Luca đưa ra trong câu chuyện ngôn sứ hôm nay để tìm hiểu về công tác của Gioan Tẩy Giả. Tiberius Caesar nối ngôi Augustus làm hoàng đế năm 14 sau Thiên Chúa.
và trị vì cho đến năm 39 sau Thiên Chúa. Như vậy, năm thứ 15 của triều đại ông có thể là năm 27 hay năm 29 sau Thiên Chúa. Pontius Pilate là tổng trấn xứ Judea từ năm 26 sau Thiên Chúa đến năm 36 sau Thiên Chúa. Sử gia Gioseph Do Thái gọi ông là tổng trấn thô lỗ và gian tham. Ít để ý đến dân địa phương Do Thái và việc tôn giáo của họ. Vua Herod được nói đến là Herod Antipas, con Herod Đại Đế đã cai trị xứ Galilee và Perenia từ năm 4 trước Thiên Chúa đến năm 39 sau Thiên Chúa. Thánh Luca không những đã gọi tên Gioan Tẩy Giả theo nhiệm kỳ của những nhà lãnh đạo dân sự, mà còn nhắc đến tên các thầy cả thượng tế Annas và Caiphas là những vị lãnh đạo tôn giáo ở Palestine lúc bấy giờ. Annas làm thượng tế từ năm 6 đến năm 15 sau Thiên Chúa. Khi bị La Mã truất phế vào năm 15 sau Thiên Chúa, thì ngôi vị được những người trong cùng gia tộc tiếp tục, và sau cùng thì người con rể là Caiphas lên làm thượng tế từ năm 18 đến năm 36 sau Thiên Chúa. Dựa vào bối cảnh lịch sử xảy ra lúc đó, Luca để cho lời Chúa đến với Gioan trong hoang địa Judea. Luca là thánh sử duy nhất đã gọi những lời giảng huấn của Gioan là tiếng kêu của Chúa. Do đó, Ngài đã đồng hóa Gioan với các ngôn sứ mà mục vụ của họ cũng bắt đầu với những tiếng kêu như vậy. Sau này, Luca lại tách mục vụ của Gioan Tẩy Giả ra khỏi mục vụ của Chúa Giêsu bằng cách kể việc Gioan bị cầm tù trước khi làm phép rửa cho Chúa. Luca dùng kiểu văn chương như vậy là để nói lên sự hiểu biết của mình về những thời kỳ lịch sử của ơn cứu độ. Với Gioan Tẩy Giả, thời điểm hứa và thời kỳ của Israel đã kết thúc. Với Chúa Giêsu Kitô chịu phép rửa và dấu hiệu Chúa Thánh Thần hiện xuống trên người là thời điểm đã hoàn tất và thời kỳ Chúa Giêsu bắt đầu. Trong sách Tông Đồ Công Vụ, tức quyển thứ hai của Luca, đã giới thiệu thời kỳ thứ ba của lịch sử ơn cứu độ là thời kỳ của giáo hội. Trong Tin Mừng Luca, đoạn 7 câu 26, Gioan được mô tả còn hơn cả một ngôn sứ là người đi trước Chúa Giêsu, tức Gioan Tiền Hồ, một hình ảnh truyền tiếp mở đầu thời kỳ những lời tiên tri và lời hứa được ứng nghiệm. Khi nói về sự chờ mong của muôn dân, Luca đã diễn tả những đặc tính của thời điểm Gioan giảng huấn theo cùng một cách mà trước đó Ngài đã diễn tả về tình trạng của một số người Do Thái nhiệt thành. Trong Luca đoạn 3 câu 7 đến 18, giảng huấn của Gioan Tẩy Giả được trình bày như thể thúc giục mọi người mau mau cải thiện, canh tân cuộc sống vì cơn thịnh nộ Chúa sắp xảy đến. Gioan còn chỉ cho họ cách thức canh tân đời sống, cải tạo xã hội, đồng thời báo cho mọi người biết có một đấng cao trọng hơn Ngài rất nhiều sắp xuất hiện. Gioan Tẩy Giả với phương châm hãy tìm đường trở lại với Chúa. Những tiên tri thật của Israel giúp chúng ta biết được những tiên tri giả, những hình thức tam sao thất bại. Gioan Tiền Hô là vị thánh quan thầy chính xác vô cùng. Biết bao nhiêu lần tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta không đi đôi với nhau. Phối hợp mọi biến cố nơi Gioan Tẩy Giả là cả một mùa vọng đầy rẫy những đối chọi nhau. Sự xuất hiện khải hoàn của Chúa rõ ràng là đã xảy ra ngay trong thời kỳ đại đen tối, đầy tội lỗi, sự dữ và ma quỷ.
Gioan Tẩy Giả đã nghe, đã sống và đã kinh qua lời giải phóng của Chúa trong sa mạc. Vì vậy, lời dạy của Ngài rất có hiệu quả, vì lời nói và việc làm của Ngài luôn luôn đi đôi với nhau. Lời Ngài nói không trau chuốt bóng gió mà nói thẳng. Gioan đã phá tan sự yên tĩnh nơi hoang địa với tiếng hô vang: hãy ăn năn thống hối, vì vương quốc nước trời đã đến gần. Không phải chỉ ăn năn thống hối, sửa đổi cách sống, mà phải vừa ăn năn thống hối, vừa sửa soạn cho vương quốc nước trời sắp đến. Vương quốc này sẽ phá vỡ mọi an toàn của chúng ta và lật đổ tất cả những gì chúng ta đang cố sức giữ lại. Vui mừng và thách đố của mùa vọng là Thiên Chúa sẽ đến trong Chúa Giêsu Kitô. Những đau đớn và khao khát Chúa đến sẽ được toại nguyện. Nhưng khi Thiên Chúa đến thì mọi sự phải đảo lộn. Thông điệp của Gioan Tẩy Giả không có gì là ẩn ý chính trị. Ngài đi thẳng vào vấn đề và nói những điều cần phải nói. Ngài nói trực tiếp với những người đến hỏi Ngài. Ngài bảo những người thu thuế, hãy công bằng. Những người lính, hãy giữ an ninh và hòa bình. Thánh Gioan Tẩy Giả đã chỉ dạy cho dân chúng thời của Ngài và cả chúng ta ngày nay là Đấng Thiên Sai đến để giải cứu chúng ta khỏi mọi quyền lực giả trá, thất vọng, tối tăm và sự chết, đưa chúng ta trở lại đường ngay nẻo chính của hòa bình và hòa giải, hầu chúng ta có thể tìm ra được con đường trở lại với Thiên Chúa. Cuộc sống và sứ mệnh của Thánh Gioan Tẩy Giả cho chúng ta thấy quả thực chúng ta quá cần Đấng Cứu Thế đến để cứu chuộc chúng ta, để chúng ta xứng đáng với những danh hiệu mà Thiên Chúa đã gọi chúng ta và những gì chúng ta đã làm để được sống trong sự sáng. Chúng ta thường không nhận ra giữa chúng ta có một đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Đây là tất cả những gì mà mùa vọng nhắc nhở chúng ta. Hãy tìm đường trở lại với Chúa. Suy niệm: hãy cải đổi những sa mạc hoang vu. Mùa vọng là một mầu nhiệm có mục đích cải đổi, không chỉ là báo tin. Mùa vọng là hiện thân của đối nghịch giữa chờ đợi và hối hả, giữa đau khổ và vui mừng, giữa kết án và tha thứ, giữa sầu buồn và khải huyền và hy vọng ngày cánh chung. Nhưng đối với nền văn hóa ăn liền, muốn thỏa mãn ngay lập tức, hy vọng lại đòi hỏi cái gì bất toàn. Hy vọng, theo nghĩa của mùa vọng thực, là sống với một ao ước chưa hoàn thành. Thiên Chúa là kỹ sư mở đường, người thiết định những con đường mới xuyên qua hoang địa, người biến đổi sa mạc thành những vườn hoa đầy màu sắc tươi đẹp. Và giờ này, người trở thành họa sĩ, vẽ nên một viễn tượng mới để diễn tả lời Chúa về một đấng thiên sai xa xưa là hy vọng. Hy vọng vào Thiên Chúa thì không thể đứng yên tại chỗ. Như tiên tri Isaiah đã nhắc nhở, chúng ta phải hy vọng vào Chúa là đấng luôn luôn làm điều mới lạ. Niềm hy vọng vào Chúa của chúng ta có đứng vững trước những xáo trộn và thất bại không? Chúng ta sống lời Chúa ra sao? Chúng ta ở thinh lặng với Chúa như thế nào? Mùa vọng chỉ cho chúng ta biết nếu chúng ta giữ tâm hồn lắng đọng đủ, chúng ta sẽ khám phá thấy Thiên Chúa vẫn còn thiết lập những xa lộ và biến những nơi hoang vu của cuộc sống chúng ta thành những mảnh đất đặc biệt và phì nhiêu, đầy sức sống và vẻ đẹp huy hoàng mà chúng ta không thể tưởng tượng ra được. Biến cải sa mạc hoang vu thì cần có nước. Trong suốt chiều dài cựu ước, Thiên Chúa được nói đến là đấng có thể ban cho nước và cắt bỏ nước. Một hình ảnh dễ hiểu đối với những người mà nước là một nhu cầu quý báu và cần thiết không thể thiếu.
Ít người hiểu được thế nào là hạn hán ở thời mà khoa học kỹ nghệ tân tiến chưa có. Ngày nay nước được dẫn vào tận nhà quá dễ dàng, khiến chúng ta không mường tượng được sự cần thiết của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta nếu thiếu người. Tương tự như vậy, điện cho ta cái ảo tưởng là ta điều khiển được bóng tối. Cả hai thứ ấy đã không cho ta cái kinh nghiệm hàng ngày về những nhu cầu sống mà mùa vọng đang kêu gọi chúng ta suy nghĩ lại để thấy là chúng ta vẫn phụ thuộc vào Thiên Chúa. Duyệt xét lại những ước mơ chúng ta muốn có Chúa, để rồi khám phá ra rằng qua những đêm dài chờ đợi, việc Chúa đến quả là cần thiết và cấp bách. Thông điệp mùa vọng không có nghĩa là tất cả mọi sự đều tan vỡ, cũng như Chúa không phải chỉ ở trên thiên đàng. Do đó tất cả mọi sự đều tốt đẹp ở trần gian này. Thông điệp mùa vọng ví như các vì sao nằm cố định trên một địa bàn luân lý. Nếu bị rung rinh thì tất cả mọi sự trên mặt đất này đều bị xáo trộn. Lúc đó, một lần nữa chúng ta lại nghe thấy sứ điệp của Thánh Gioan tiền hô: hãy sửa soạn đường cho Chúa đi, lối quanh co nắn cho thẳng, thung lũng sâu lấp cho đầy, núi đồi cao vạt xuống cho thấp, đường lồi lõm san cho bằng phẳng, và rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, với Chúa Giêsu Giáng sinh, chúng ta học được bài học là Jerusalem và Israel vẫn còn chờ đợi ơn cứu chuộc. Thế giới vẫn còn chờ mong giải thoát khỏi đói kém, chiến tranh, áp bức, bạo lực và đau khổ. Tất cả chúng ta còn phải mong đợi ơn cứu chuộc. Mùa vọng buộc chúng ta nhìn vào cách thức chúng ta chờ mong. Chúng ta ao ước Thiên Chúa và chúng ta hy vọng. Ai và cái gì là suối nguồn hy vọng trong mùa này? Cuộc sống của Gioan Tẩy Giả có thể tượng hình là ngón tay chỉ vào đấng đang tới là Chúa Giêsu Kitô. Nếu chúng ta coi nhiệm vụ của Gioan Tẩy Giả là sửa soạn đường để đón Chúa đến cho thế giới ngày nay, thì cuộc sống của chúng ta cũng phải trở nên như những ngón tay chứng nhân sống động, chứng tỏ Chúa Giêsu có thể tìm ra được và người đang tới gần rồi. Chúa Giêsu chính là người chúng ta mong ước, hy vọng và đợi chờ thực sự. Một mình Chúa Giêsu có thể cải đổi cuộc sống sa mạc của chúng ta thành những vườn cây với hoa trái tươi đẹp, đầy rẫy của nuôi cho toàn thể nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy mau đến. Chúng con cần Chúa bây giờ hơn bao giờ hết. Fleming Island, Florida, tháng 12, ngày 3, năm 2021. Nguyễn Tiến Cảnh, hẹn gặp lại.